Anh leo núi bắt gặp chiếc búa biết cử động, nó tự làm đứt một đoạn thân. 10 ngày sau, điều kỳ dị xuất hiện. Có lẽ với nhiều người, đây là một trong những loài sinh vật đáng sợ nhất, chỉ nhìn thôi cũng sởn gai ốc. Đoạn video bên dưới là do một người đàn ông Malaysia có tên là Dennis Ho quay lại. Khi đó anh đang đi leo núi cùng gia đình thì gặp ngay con vật khủng khiếp này. Ban đầu anh nghĩ đây chỉ là một con rắn, nhưng sau khi nhìn kỹ thì phát hiện ra đây là một loại vật có đầu giống búa. Loài sinh vật này có tên là sên đầu búa. Đặc điểm kỳ lạ nhất của loài này là chúng có thể tự làm đứt một đoạn thân. Sau đó 10 ngày, đoạn thân sẽ mọc ra đầu và trở thành cá thể mới. Cũng như cá mập đầu búa, sên búa được gọi là đầu búa bởi đầu chúng giống cái búa, có hai ngạnh vươn ra về hai bên. Loài sáng dẹt này có tên khoa học là Pipalium kiwishi, lần đầu tiên được các nhà khoa học mô tả chi tiết hồi năm 1878 trong một nhà kính tại vườn thực vật Kew ở London. Hiện nó đang giữ kỷ lục loài sáng dẹt lớn nhất trên thế giới và cũng là một trong số ít giống sáng dẹt sống trên mặt đất. Các nhà khoa học tin rằng loài sên đầu búa này có nguồn gốc từ chính Đông Nam Á. Tuy nhiên cũng có nhiều bằng chứng khác cho thấy nó tới những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới khác nữa. Người ta cũng thường thấy nó ở trong nhà kính nuôi trồng thực vật. Vì thế, giun đầu búa còn có một cái tên khác là loài dẹt nhà kính, Greenhouse Blenrin. Môi trường sống của nó y hệt như dung đất, những thớ đất ẩm và tơi xốp. Tuy nhiên, nhiều người trồng rau coi đây là loài vật có hại bởi chúng có xu hướng tìm và ăn thịt dung đất. Nó sẽ lần theo dấu vết dung đất để lại, bắt lấy con mồi bằng thân hình to lớn hơn và hút dịch trong người dung đất qua một ống ở cổ họng. Ngoài dung đất, người ta cho rằng nó cũng sang tìm những ấu trùng nhỏ như sên không vỏ. Nếu nguồn thức ăn không dồi dào, chúng sẽ quay sang hình thức ăn chay. Ngoài ra, loài vật này không có hại trực tiếp tới con người. Và dù bản chất loài sên đầu búa này là sáng, một loài ký sinh gây hại, nhưng chúng hoàn toàn không có xu hướng ký sinh lên người và động vật. Một con sên đầu búa trưởng thành thường có chiều dài khoảng 40cm và kỷ lục từng được các nhà ghi lại là 60cm. Ngoài việc đầu nó có hình thù của một cái búa, vì thế mới sinh ra cái tên trên. Hay nói mỹ miều và vài phần chính xác hơn là hình nửa phần trăng, thì loài sên đầu nửa phần trăng này còn có một điểm lạ nữa. Miệng nó vừa là nơi cho thức ăn vào, vừa là nơi đưa phế thải ra. Chúng cũng không có hệ hô hấp, không có hệ tuần hoàn, không xương và không chân. Chúng có cả hai hình thức sinh sản là vô tính và hữu tính, tuy nhiên hình thức hữu tính cực kỳ hiếm gặp. Thông thường, loài sên này sẽ tách ra khoảng 1cm phần đuôi của mình ra để nó tự phát triển. Con sên con mới được tách ra ấy có thể di chuyển được ngay và sẽ phát triển một cái đầu búa của riêng nó trong vòng 10 ngày. Trong hình thức sinh sản hữu tính, nó sẽ đẻ ra những quả trứng màu đỏ tươi. Sau một ngày, quả trứng sẽ chuyển màu đen và nở trong vòng 20 ngày sau, tùy theo nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Và vẫn chưa hết. Loài Pipalium kiwishi này là họ hàng gần của mình. Pipalium adventium đều có một lượng rất nhỏ chất độc gây tê liệt, tetrodotoxin. Tetrodotoxin ở trong thân được dùng khi những loài sên này đi săn mồi. Chúng là hai cá thể sống duy nhất có thể tạo ra loài độc tố này trong tự nhiên. Lượng độc tố chẳng lớn cho nên loài sên này vẫn hoàn toàn vô hại. Đừng hiểu nhầm nó là rắn mà tội nghiệp, chỉ là một con sên bé nhỏ với cái đầu ngộ nghĩnh chuyên đi săn giun đất mà thôi. Nhắc tới việc nó đi săn giun đất, loài giun có ích giúp đất đai màu mỡ tươi xốp, đột nhiên ta thấy nó bất ngộ nghĩnh đi nhiều phần. Đảo Ashiel là một hòn đảo xa xôi và hẻo lánh, nằm ở phía tây của đất nước Ireland. Nơi đây trong quá khứ đã từng sở hữu một bãi cát vàng tuyệt đẹp có tên là Dua. Nhờ vậy, hòn đảo này đã nuôi sống biết bao thế hệ người dân, giúp phát triển kinh tế địa phương bằng du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, mọi biến cố bắt đầu từ cơn bão lịch sử, được đặt theo tên của hòn đảo xảy ra vào năm 1984, cách đây hơn 30 năm. Sức gió mạnh, sóng nước gầm gào đã cuốn trôi toàn bộ lượng cát tại bãi biển Dua, chỉ để lại những chõm đá trơ trọi.
Một số cơn bão lớn trước đó đã phá hủy đi phần nào bãi biển xinh đẹp này, nhưng nó chỉ hoàn toàn biến mất sau cơn bão lịch sử năm đó. Toàn bộ bãi cát vàng đã bị cuốn đi, nền kinh tế của hòn đảo này cũng vì thế mà đi xuống. Chẳng còn bãi cát, chẳng còn bóng khách du lịch, các nhà hàng khách sạn phải dần đóng cửa vì doanh thu sụt giảm mạnh. Ông Sam Molo, người đứng đầu hòn đảo này nói khi hồi nhớ lại sự kiện không thể quên diễn ra vào năm 1984. Tuy nhiên, phép màu dường như đã xuất hiện. Trong vòng 4 tháng trở lại đây, hàng trăm tấn cát bỗng nhiên tích tụ dọc theo bờ biển dài khoảng 300 mét nhờ vào những đợt thủy triều bất thường diễn ra liên tục. Cho đến gần đây, người ta mới nhận ra rằng bãi cát xinh đẹp ngày nào đã hồi sinh thực sự. Thật là tuyệt vời khi chúng tôi đã nhìn thấy lại bãi cát vàng tuyệt đẹp năm nào. Đây chính là ví dụ đáng kinh ngạc về sức mạnh tái sinh của thiên nhiên. Hãy nhìn vào cách mà bờ biển từ một bãi đá trơ trọi trở thành một bãi cát tuyệt đẹp thì bạn sẽ thấy. Lý giải về hiện tượng bãi biển biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện cực lạ này, nhà hải dương học Evan Hyde đến từ Đại học Southampton cho biết. Sự trở lại của bãi biển Dua là sự kết hợp kỳ diệu của thời tiết và đại dương. Các chạy dọc khu vực làng Dua có tính chất mềm mịn, chúng dễ di chuyển bởi gió đại dương, sóng và các cơn bão. Trong khi đó, các chuyên gia thời tiết cũng cho biết, vào những ngày trước khi bãi biển trở về, bản đồ vệ tinh cho thấy những luồng gió cực mạnh từ phương Bắc. Sóng biển và thủy triều cùng kết hợp đã giúp đưa hàng trăm tấn cát vào bờ và góp phần làm sống lại bãi cát tuyệt đẹp vốn có. Việc bãi biển đột ngột tái sinh đã tác động mạnh đến kinh tế địa phương. Khách du lịch đến thăm hòn đảo Ashu đã tăng nhanh chóng ngay sau khi thông tin về sự hồi sinh của bãi cát được các phương tiện truyền thông đăng tải. Anh Alan Chilty, chủ của một cửa hàng địa phương cho biết, khách du lịch đang đổ xô đến hòn đảo để thỏa mãn sự tò mò và ngắm vẻ đẹp của nó. Thật tuyệt vời vì giờ đây chúng tôi có thể ngắm nhìn bãi biển của chúng tôi, nó thật xinh đẹp. Nghệ sĩ trang điểm người Úc Jacinta Vukovi là người sáng tạo ra xu hướng này. Cô chia sẻ, vào một ngày khi cô tình cờ nhìn thấy lưỡi mình bị dính những hạt lấp lánh từ môi, cô đã nghĩ ra ý tưởng này. Cô bắt đầu làm cho lưỡi mình trở nên lấp lánh, khiến nó trở thành bộ phận nổi bật nhất trên khuôn mặt cô. Sau khi những hình ảnh về cách trang điểm có 102 này được đăng tải, đã ngay lập tức được lan truyền rộng rãi và một số người đã học theo. Thực sự những chất dẻo lấp lánh này tạo nên màu sắc khá trẻ trung, nhưng chúng không ăn được. Dù vậy khi bôi chúng lên lưỡi, chắc chắn không thể tránh khỏi việc nuốt phải. Chất dẻo này không gây chết người trừ khi nuốt phải một lượng lớn, nhưng chúng có thể làm đau dạ dày hoặc gây tắc ruột, thậm chí có thể tệ hơn nữa. Không chỉ vậy, chất dẻo này có thể làm tổn thương lưỡi, chúng chà xát vào răng và làm mòn men răng. Ngoài ra chúng có thể chứa các hóa chất độc hại và mang theo vi khuẩn. Và do chúng là chất dẻo không phân hủy được nên chúng gây hại cho môi trường. Hơn nữa vị của chúng thì chẳng dễ chịu chút nào, bởi vậy những chất dẻo lấp lánh này thực sự không thích hợp để bôi lên lưỡi. Và điều đáng lo ngại nhất chính là vật liệu làm ra những chất dẻo lấp lánh này không được quản lý chặt chẽ. Vì không phải thành phần chính được quy định nghiêm ngặt trong trang điểm nên không có gì đảm bảo cho sự an toàn của chúng với cơ thể. Ngoài ra theo hướng dẫn sử dụng, các nhà sản xuất có thể đảm bảo rằng chúng an toàn cho má, nhưng không có gì chắc chắn khi bôi chúng lên lưỡi. Bởi vậy, khi xảy ra nguy hiểm cho cơ thể, người sử dụng sẽ khó nhận được bồi thường nếu khiếu nại. Đây thực sự là một xu hướng tồi tệ, gây cho người sử dụng nhiều nguy hiểm. Hãy nhận thức rõ ràng được những nguy hiểm tiềm ẩn trong cách trang điểm này. Nếu muốn thử, ít nhất hãy mua những chất lấp lánh trong các tiệm bánh ngọt, nơi mà chúng được sử dụng như một thứ để trang trí cho bánh. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều thay vì mua bừa bãi. Sau khi cơn bão Harvey quét qua miền Nam nước Mỹ, người ta phát hiện một loài sinh vật kỳ lạ trên bờ biển của thành phố Texas. Theo Reason, các nhân viên thuộc tổ chức bảo vệ môi trường có tên National Audubon Society đã tìm thấy con quái vật trôi dạt vào bờ biển. Sau đó, họ đăng những đoạn phim đáng kinh ngạc về con quái vật trên phương tiện truyền thông.
nhưng đến nay vẫn chưa ai có thể xác định chính xác danh tính của nó. Trong khi đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là một con cá trình. Brady Desai, người phụ trách truyền thông của tổ chức NAS cho biết, "Chúng tôi đang đi trên bờ biển thành phố Texas. Từ xa tôi đã nhìn thấy một loài sinh vật có hình dáng kỳ lạ. Chúng tôi bắt đầu tiến lại gần hơn để tìm hiểu xem chính xác nó là thứ gì." Brady cho biết thêm, cô là một người thích tìm hiểu về các loài động vật hoang dã, chim và sinh vật biển. Cô nói, "Thoạt nhìn thì tôi cho rằng nó là một sinh vật đến từ đại dương, có thể là một con cá mập. Nhưng khi đến gần, dựa vào hình dáng miệng của nó, thì tôi nghĩ không thể nào đây lại là một con cá mập. Lật qua lật lại xem xét thêm, nhưng chúng tôi vẫn không thể nhận biết được. Không thể xác định được đây là loài vật gì." Brady quyết định đăng tải những hình ảnh về loài vật này lên mạng xã hội Twitter để nhờ sự giúp đỡ. Nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này cũng tò mò và vào cuộc tìm hiểu. Một số người phỏng đoán rằng đây là một loài cá trình. Cá trình là loài vật được biết đến với cơ thể dài và thường sống trong vùng nước nóng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!